Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với chương trình Anxiaverse. Mình là Nhã Ca đến từ phòng dịch vụ khách hàng. Rất vui được đồng hành cùng với tất cả mọi người trong chuyến Anxiaverse tuần này. Các bạn đã sẵn sàng để cùng mình khám phá những điểm tin hot nhất tuần này chưa? Let's get started! Tin tức đầu tiên, trong 2 ngày 29 tháng 8 và 30 tháng 8 năm 2022 vừa qua, công đoàn công ty đã phối hợp cùng với phòng hành chính nhân sự tổ chức chương trình quà tặng Trung thu kết tình đoàn viên với thông điệp gửi chân tình kết đoàn viên. Chương trình đã diễn ra trong không khí ấm cúng, bùng nổ với những trò chơi khuấy động ánh trăng. Và phần quan trọng là các phần quà trà bánh, cột mát Trung thu đã được trao đến tận tay các thành viên An Gia tham gia chương trình. Thông qua chương trình này, An Gia mong muốn sẽ là mái ấm thứ hai kết nối nhân viên, trở thành một đại gia đình khăng khít trong nhiều lần Trung thu nữa. Kế tiếp, mọi người đừng bỏ lỡ chương trình The Talent Sun TikTok với chủ đề hoàn toàn mới trong tuần này, Learn with An Gia. Đây là cuộc thi sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok. Mỗi người tham gia sẽ ghi lại những video, chia sẻ những kiến thức hữu ích liên quan đến công việc để nhận về phần quà hấp dẫn nha. Tháng 9 khởi động bàn chân vàng với giải bóng đá Việt Nam Real Estate Championship năm 2022 do bất động sản.com.vn kết hợp cùng với Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Giải đấu dự kiến sẽ có sự góp mặt của 60 đội bóng đến từ các công ty, các tập đoàn bất động sản phạm vi trên toàn nước. Giải thưởng sẽ lên đến 150 triệu đồng. Các anh chị em chúng ta hãy cùng nhau cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ An Giang nhé. Để hòa nhịp với mùa lễ Trung thu năm 2022, An Gia đã tổ chức workshop vui Tết Trung thu làm lồng đèn cực cool dành cho các bé. Tại đây các bé sẽ được thỏa sức sáng tạo làm nên những chiếc lồng đèn xinh xắn để vui lễ hội trăng rằm. Nào chúng ta hãy cùng xem qua những hình ảnh đáng nhớ trong sự kiện nha. Mới đây vào ngày 6 tháng 9 vừa qua, tập đoàn bất động sản An Gia đã tổ chức sự kiện kick off dự án Bridgegate. Chúng ta hãy cùng xem qua một số hình ảnh đáng nhớ nhé. Và 5 tin tức vừa rồi cũng đã khép lại tập Anxiaverse tuần này. Chúc mọi người sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả nha. Xin chào!